thể dục phát triển chung, động tác thứ nhất, vươn thở, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, hai tay song song, lòng bàn tay úp. 2, vỗ trên cao. 3, hai tay sang ngang. 4, trở về tư thế nghiêm. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, động tác chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, nhón gót, hai tay sang ngang, 2, khuỷu gối gõ trước mặt, 3, giống như tư thế 1, 4, 5, 6, 7.